Chào các em, ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài 5, trang 55. Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau? Mỗi lọ cắm không quá 1 bông. Nếu câu A, các bông hoa khác nhau. Câu B, các bông hoa như nhau. Cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau. Câu A là các bông hoa khác nhau và câu B là các bông hoa như nhau. Bài 5, trang 55. Thì để cắm 3 bông hoa khác nhau vào 5 lọ khác nhau, chúng ta có thể chia làm 2 bước để cắm 3 bông hoa. Câu A, để cắm 3 bông hoa khác nhau vào 5 lọ khác nhau. Ta có thể chia làm 2 bước. Bước 1 là chúng ta chọn ra 3 trong 5 lọ ha. Bước 1 là chọn 3 trong 5 lọ khác nhau ha. Có nghĩa là mình chỉ có 3 bông hoa thôi mà mỗi lọ cắm 1 bông. Cho nên là chúng ta chỉ cần 3 lọ thôi, có nghĩa là có 2 lọ còn lại sẽ không được cắm ha. Có nghĩa là bước 1 chúng ta chọn ra 3 trong 5 lọ khác nhau. Và bước 2 chúng ta sẽ cắm 3 bông hoa cho 3 lọ vừa chọn ha, cắm 3 bông hoa khác nhau vào 3 lọ vừa chọn. Được chưa? Chúng ta chia thành 2 bước như vậy. Thì mình thấy rằng là bước 1 chúng ta chọn ra 3 trong 5 lọ ha. Chọn 3 trong 5 lọ. Thì theo định nghĩa về tổ hợp thì mình chọn ra 3 trong 5 lọ, có nghĩa là chúng ta có là C35 cách ha. Chúng ta có C35 cách. Được không? Chọn 3 trong 5 lọ. Chọn 3 trong 5 lọ. Ha, C giống như tôi chọn vậy đó ha. Có cách dễ nhớ. Chọn 3 trong 5 lọ. Thì chúng ta có là C35 cách. Được không? Rồi thứ hai nữa là cắm 3 bông hoa khác nhau vào 3 lọ khác nhau. Chúng ta có 3 lọ khác nhau, xanh, đỏ, vàng. Lọ thứ nhất, lọ thứ hai, lọ thứ ba. Đây là xanh, đỏ, vàng. Bông hoa thứ nhất, bông hoa thứ hai, bông hoa thứ ba. Bông hoa thứ nhất, bông hoa thứ hai. Có nghĩa là vì 3 bông hoa này khác nhau nên chúng ta có thể cắm bông hoa thứ nhất vào lọ xanh, cắm bông hoa thứ hai vào lọ đỏ, cắm bông hoa thứ ba vào lọ vàng, hoặc chúng ta cắm bông hoa thứ ba vào lọ xanh, cắm bông hoa thứ nhất vào lọ đỏ và cắm bông hoa thứ hai vào lọ vàng. Có nghĩa là chúng ta có nhiều cách cắm. Và mỗi cách cắm này, mình được biết rằng là mỗi cách cắm này chính là một hoán vị ha, chính là một hoán vị. Cho nên là số cách cắm sẽ là số hoán vị của 3 phần tử ha. Số cách cắm sẽ là số hoán vị của 3 phần tử, cho nên là chúng ta sẽ có là số hoán vị của 3 phần tử là 3 giai thừa cách. Được không? Có nghĩa là bước 2 là chúng ta có 3 giai thừa cách. Thì ứng với mỗi cách chọn ra 3 trong 5 lọ thì chúng ta lại có 3 giai thừa cách để mà cắm 3 bông hoa khác nhau vào 3 lọ vừa chọn. Được chưa? Ứng với mỗi cách ở bước 1 thì chúng ta có 3 giai thừa cách ở bước 2. Cho nên theo quy tắc nhân ha. Theo quy tắc nhân thì ta sẽ có C35 nhân cho 3 giây thừa cách, được không? C35 nhân cho 3 giây thừa cách. Và chúng ta cũng tính được là C35 là bằng 5 giây thừa chia cho 3 giây thừa
5 trừ cho 3 dư thừa nhân cho 3 dư thừa bằng, số này nhỏ ha, mình tự tính tay cũng được. 5 dư thừa là bằng 5 nhân 4 nhân cho 3 dư thừa. Đây là 3 dư thừa. 5 trừ cho 3 dư thừa là bằng 2 ha, bằng 2 dư thừa, 2 dư thừa cũng chính bằng 2. Và nhân cho 3 dư thừa. Rồi. Chúng ta sẽ rút gọn được là 3 dư thừa với 3 dư thừa hết. Rồi chúng ta còn 3 dư thừa, 3 dư thừa đây là bằng 3 nhân 2 đúng không? 3 nhân 2, 2 với 2 hết là còn lại số 3. Được không? Còn lại số 3. 5 nhân 4 là 20 với 3 là bằng 60 ha. Có nghĩa là chúng ta có 60 cách. Rồi, chúng ta đi xong câu A. Giờ chúng ta đi qua câu B. Câu B là cũng hỏi như vậy, nhưng mà trường hợp câu B là các bông hoa như nhau. Câu A là các bông hoa khác nhau. Còn câu B là các bông hoa như nhau. Tương tự như vậy, chúng ta cũng chia là hai trường hợp ha. Để cắm 3 bông hoa khác nhau. À, đây là 3 bông hoa, câu B là như nhau ha, câu B là như nhau. Vào 5 lọ khác nhau. Ta có thể chia làm hai bước. Bước 1 là chọn ra 3 trong 5 lọ khác nhau ha. Chọn ra 3 trong 5 lọ khác nhau. Rồi bước 2. Bước 2 là mới cắm 3 bông hoa. Cắm 3 bông hoa. Ở câu B khác với câu A là câu B là 3 bông hoa như nhau. Vào 3 lọ vừa chọn. Thì ở bước 1 chúng ta chọn ra 3 trong 5 lọ khác nhau thì chúng ta cũng có là C3-5 cách, được chưa? Chọn 3 trong 5 là có C3-5 cách. Đó, theo định nghĩa về tổ hợp. Rồi tiếp theo là cắm 3 bông hoa như nhau vào 3 lọ vừa chọn. Thì ở trường hợp câu A là 3 bông hoa khác nhau cho nên là chúng ta có thể là bông hoa thứ nhất vô màu xanh, bông hoa thứ hai vô màu đỏ, bông hoa thứ ba vô màu vàng. Hoặc là bông hoa thứ nhất vô màu vàng, bông hoa thứ hai vô màu xanh, bông hoa thứ ba vô màu đỏ. Còn ở câu B chúng ta là 3 bông hoa như nhau. 3 bông hoa như nhau. Cho nên là bông hoa thứ nhất vô màu xanh, bông hoa thứ hai vô màu đỏ, bông hoa thứ ba vô màu vàng. Nó cũng giống như là bông hoa thứ hai vô màu xanh, bông hoa thứ nhất vô màu đỏ và bông hoa thứ ba vô màu vàng vậy. Bởi vì 3 bông hoa này như nhau, chúng ta không có phân biệt được bông hoa nào là bông hoa thứ nhất, bông hoa nào là bông hoa thứ hai và bông hoa nào là bông hoa thứ ba, chúng ta không phân biệt được ha. Cho nên là chúng ta chỉ có một cách thôi, được chưa? Chúng ta chỉ có một cách là bông hoa này vô màu xanh, bông hoa kia vô màu đỏ, bông hoa kia vô màu vàng, ba bông hoa này giống nhau. Nên là nếu mình xáo trộn thì cũng chỉ là một cách đó thôi, bởi vì lúc này là ba bông hoa này giống nhau, không có khác gì hết, cũng màu xanh đi chung với một bông hoa, màu đỏ đi chung với một bông hoa và màu vàng đi chung với một bông hoa, và chúng ta có xáo trộn gì nữa cũng giống vậy thôi ha. Cho nên là trường hợp này là chúng ta sẽ có chỉ một cách thôi ha. Chỉ có một cách. Được không? Chỉ có một cách. Vì ba bông hoa này giống nhau ha. Vì ba bông hoa này giống nhau. Rồi, thì cũng tương tự như vậy ha. Ứng với mỗi cách chọn ra 3 trong 5 lọ khác nhau thì chúng ta lại có một cách để mà cắm 3 bông hoa này vào 3 lọ đúng không? Nên là theo quy tắc nhân. Theo quy tắc nhân. Thì ta sẽ có, theo quy nhân ta có. Ta có là C35 nhân cho 1 đúng không? C35 nhân 1. Thì cũng chính là bằng C35. Được không? Và bằng C35 là bằng 5 dư thừa chia cho 3 dư thừa và 5 trừ cho 3 dư thừa bằng
5 giây thừa là bằng 5 nhân 4 nhân 3 giây thừa. Chia cho 3 giây thừa. 5 trừ 3 là bằng 2 giây thừa. 2 giây thừa bằng 2 ha. 3, 3 này hết. 4 chia 2 là bằng 2. 2 nhân 5 bằng 10. Trường hợp này chúng ta có 10 cách. Rồi, chúng ta xong bài 5 trang 55. Hy vọng là các bạn xem video này hiểu cái hiểu bài này ha, hiểu cái cách cách chọn. Rồi chào, chúc các bạn học vui. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.